Xin chào anh em nhé. Qua giờ thì rất nhiều câu hỏi mà trả lời chọc mình phát mệt luôn, đó là chim Thanh Long có tắm hay không, và rất nhiều anh em đã hỏi, đã gọi điện, mà nói chung là mình trả lời không xuể anh em ạ. Thì hôm nay mình cũng xin chia sẻ với anh em cái quá trình chăm long của mình có tắm hay không nhé. Mỗi người thì có một cách chơi, có một cách chăm khác nhau, nhưng mà riêng với cá nhân Hiệp Đồng Nai thì mình chăm chim chế độ tắm táp của mình thì mình đều có tắm nha anh em. Chim Thanh Long thì mình cũng đều tắm bình thường. Và đây thì mình cho anh em xem nhé. Và lý do tại sao mà mình Thanh Long thì mình tắm thì mình cũng chia sẻ cho anh em luôn. Còn với những anh em nào mà Thanh Long không tắm thì người ta có một cái cách chăm riêng của người ta, thì cái vấn đề đó mình không thể can thiệp vào, cũng như là không thể bình luận hay nhận xét gì anh em nhé. Chim ai nấy chơi, mà tiền của anh em, chim của anh em thì cách chăm là của anh em nhé. Còn bây giờ thì với cá nhân mình thì mời anh em cùng xem chim Thanh Long của mình tắm nhé. Đây là chim pin cả tưng anh em nhá. Thì cả tưng này cũng đang rất long, rất là mạnh. Chút xíu là mình sẽ cho xem cái lồng của cả tưng cho anh em xem. Đây là cả tưng này, đây là chim pin đất na này. Nói chung cái dàn chim mình đang quay trước mặt anh em đây, dàn chim đều rất là mắc tiền nha anh em. Dàn chim này tất cả là chim mới mình ôm về để mà thay lồng mùa này. Đây là chim pin Bayan, đây là chim pin mất phân, đây là chim pin ảnh tướng, còn đây là chiến binh cụ S15, còn đây là chiến binh em thắng trọc, mình nuôi hồ thôi nhá, mình nuôi hồ thôi. Thì anh em nhìn lông nó lên tua tủa như này đó. Và mình sẽ nói tại sao mình nên tắm chim cho chim Thanh Long. Thứ nhất, khi anh em tắm thì cái con chim nó luôn được cái trạng thái thoải mái nhá, nó không bị stress. Anh em nhìn khi nó tắm lên rớt lông ra đây, thấy không? Thì cái quá trình rớt lông của con chim là rất là nhanh. Và thứ hai nữa là nó sạch sẽ nha anh em nhé, nó luôn sạch sẽ. Thì cái ấy, ống trên những cái lông ống nó nhân vợ hơn, thì con chim mình thay lông nhân hơn, và thứ hai là mướt mát hơn, lông không bị khô, không bị tơ nha anh em. Còn nếu anh em mà chăm chim mà anh em không tắm thì đa số là cái phần lông đuôi ấy, nó sẽ bị tơ như cái lược ấy, và cảm giác rất là khó chịu nha anh em, cảm giác còn rất là khó chịu. Còn cái vấn đề mà gại rĩa trên da thì thực chất thì khi mà con chim nó đã ngưa lên thì kể cả lông đẹp lông xấu thì nó vẫn gại. Nhưng mà nha anh em, nếu như con chim anh em nuôi lông sạch sẽ đẹp thì cái bộ lông chắc khỏe, thì cái tỷ lệ gại rĩa trên da nó sẽ ít hơn, hình như là nó tuyệt đối hơn so với chim mà lông bị khô nhá. Còn mình tắm như này thì lông luôn sạch sẽ, thì lông chim luôn mướt đẹp và không thể khô được. Cái chút xíu nữa về cuối clip thì mình cũng sẽ cho anh em xem mà chiếc pin mồi của mình cũng đang thay lông khoảng 80% rồi anh em. Đây anh em nhìn, nó thay lông, nó ra lông ống cửa này thì mình không tắm mà nó rất là khó chịu nhá, kể cả cá nhân mình luôn. Còn cái vấn đề mà vệ sinh dọn dẹp lông thì mời anh em qua xem các cái lông của mình. Đây là tất cả những cái lông của các chiến binh, đây là tất cả những cái lông của các chiến binh của mình nhá. Đây là quá trình rất lông đợt 2, thì cứ một đợt mình dọn một lần nhá, một đợt như vậy thì tầm 10 lông 10 ngày. Mà đối với cái lông nào mà hôi thì mình sẽ dọn sớm hơn nhá, mình sẽ dọn hơn sớm hơn. Còn đối với những cái lông mà khô sạch sẽ không có mùi thì mình có thể 10 ngày, còn là những cái lồng mà có mùi bốc lên thì mình phải dọn. Tại vì cái để như vậy lâu thì cái quá trình nó sẽ ảnh hưởng đến hệ hô hấp của con chim. Sau này con chim mình nó sẽ bị cái hệ hô hấp và nó sẽ bị quẹt cầu quẹt bọ nhiều đinh dạng. Thì cái vấn đề đó là anh em cũng cần lưu ý nhá. Thì hôm nay là đến lượt mình sẽ vệ sinh và dọn dẹp lồng cho nó sạch sẽ anh em ạ. Đây cái bên đất na đây là rất lông đợt 2 này, cái phần trong lồng này là 10 ngày rồi nhá anh em, 10 ngày. Đây chiến binh S15 này. Đó, cái này thì khoảng 4 ngày gì đấy nhá. 4 ngày. Còn chiến binh này là chiến binh ảnh tướng thì cũng tầm 1 tuần gì rồi mình chưa dọn lông này. Đây chiến binh mất phân thì khoảng 5 6 ngày gì đấy mình cũng chưa dọn lông này. Đó. Đây chiến binh Bayan thì phải 10 ngày rồi mình chưa dọn nhá, tại vì cái con nào mà nó chầm rất lông á anh em ạ, cái con nào mà rất lông khó, lông chầm thì cái quá trình dọn vệ sinh lồng mình nó sẽ kéo dài ra nhá. Còn là cái con nào mà dễ rất lông thì anh em rút ngắn cái quá trình vệ sinh lồng này. Còn đây là chiến binh cả tưng dọn lồng lần này là lần thứ nhất nhá, đây là rất lông đợt 1 của cả tưng đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình vệ sinh lồng nhá. Và anh em biết sao không? Tại vì khi mà anh em mà để lâu anh em không dò nó, thứ nhất là nó mùi, thứ hai nữa là rất dễ bị rình rệt
rệp mạt rất nhiều anh em. Đối với chim thái lông thì rệp mạt rất là nhiều, mà không biết chim ở đây, đây anh em nhìn này, này anh em thấy không? Đấy, anh em mà không vệ sinh thì cái rệp mạt rất là nhiều nhé. Anh em thấy nó chảy không? Bởi vì mình để lâu quá thì con rệp mạt này nó sẽ để, lên và nó sẽ tấn công vào gây khó chịu cho chim nhé. Đấy, anh em thấy nó bò đấy không? Đấy, khi mình phải dọn dẹp và mình sẽ vệ sinh sạch sẽ cái khay lồng này luôn để cho diệt luôn cả rệp mạt này luôn anh em nhé. Đó, anh em thấy không? Cái lồng nào mà anh em để lâu thì nó cũng sẽ có cái tình trạng rệp như thế này. Biết cái này có không? Nó rất là khó chịu nhé anh em. Cái này thì hình như là nó không có anh em ạ. Nhưng mà có nhiều cái sẽ có. Để mình coi cái này có không nha. Đây là lồng của cá tưng này. Cá tưng thì khoảng tồn với hạt sắc tố anh em. Đây có này anh em. Đấy. Thấy chưa? Đó. Thì con này nó sẽ gây cảm giác khó chịu cho con chim. Bởi vậy mình phải tắm và phải vệ sinh lồng nha anh em. Đó là cái cách chơi của mình thôi. Còn này của anh em khác thì mình không có quan tâm. Mọi người có một cách chơi, một cách chăm mà anh em. Này, bây giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh cái đại anh em nhé. Đây là các cái chân pin thanh long của mình vừa tắm xong đây anh em. Tắm nó tắm xong thì mình cứ để cho nó từ lấm lông trong lồng luôn nhé. Để cho nó từ lấm lông luôn. Khô lông thì mình chỉ sang qua và cắt thôi. Và đây thì trong lúc mà chim nó lấm lông thì những cái này mình phải vệ sinh nha anh em. Mình chà rửa cho nó sạch. Đó. Mình phải chà rửa cho nó sạch đi để cho mấy con mạt cái này nó trôi đi nha anh em. Đó. Và mình nhìn mấy cái kệ lồng của mình đó có mạt thì mình lấy cái chổi quét sơn ấy. Mình quét cho nó rất mạt ra nha, cho nó hạn chế mạt đi nha anh em. Như vậy thôi thì mình chờ chim tắm xong thì mình gãi làm lông xong thì mình cho chim vào thôi. Còn con nào mà thay lông mà không có chịu tắm thì mình dùng cái bình này nha anh em. Đó, mình sẽ phun sương lên cho nó ướt và nó từ làm lông nha, để cho lông nó sạch sẽ là ok nhá. Đây mà sau khi tắm xong đấy nó bay ra chụp cái lông đó này, mình vệ sinh hết nha anh em, cho nó đỡ mùi. Với cái quá trình mà rút lông một đợt đó thì mình vệ sinh. Còn như trên pin mất phân này thì mới được ngày thứ ba thứ tư gì thôi thì mình chưa có vệ sinh nhá. Mình để nó rớt lông cho nó ổn định. Nhà con nào mà rớt bẩn thì mình buộc phải vệ sinh nha anh em. Đây, như con đất na này thì mình cũng đã vệ sinh lông rồi. Cứ tầm một tuần 10 ngày thì mình vệ sinh lông một lần nhé. Trường hợp mà phân xấu mà hôi thì mình phải chịu khó vệ sinh nhiều. Tại vì mình để lâu quá là nó sẽ hôi, ảnh hưởng đến cái hệ hô hấp của chim trên bên cá tưng này. Thì mình cũng đã vệ sinh lông sạch sẽ. Thôi lông đây nè. Đây, trên bình bay ra này mình cũng đã vệ sinh nhá. Còn bên này là trên mồi thì mồi là khoảng sẽ xong lông trước tất cả trong nhà. Đây là mình sẽ quay cho anh em xem này. Và đây là cái trên bình mà mình đã nuôi lông mùa này cho anh em xem đây nhá. Trên bình mồi anh em ạ. Thì cái chế độ nuôi lông mình cũng đã hướng dẫn cho anh em trên kênh rồi. Còn đây là cái bộ lông mà chú chim mồi ra. Một bộ lông sạch hoàn toàn 100% nhé. Và lông rất là mướt, rất là đẹp anh em đấy. Lông từ trên mặt cho đến xuống rất là đen, rất là đẹp nhé. Đó, mình cho chứ mình quay lại cho anh em xem. Quay lại đây anh em xem rất là nét luôn. Đó, thì cái chế độ tắm táp thì tùy theo mỗi người nhé. Riêng cá nhân mình thì mình đều nuôi và đều tắm táp đàng hoàng nha anh em, để chim luôn đẹp. Đó, anh em xem nhìn cái bản đuôi này, nó rất là đẹp. Rồi, ok anh em nhé.